Quay trở về một điểm tin chính trong ngày là phần tin thế giới và Á Châu. Xin mời Kiều Trâm đến với quý vị bản tin chi tiết đầu tiên. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 31 đã được khởi động tại Mauritania. Các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Phi AU đang tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 31 của AU từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 7 tại thủ đô Nouakchott của Mauritania với chủ đề chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng, con đường bền vững đối với sự chuyển đổi của châu Phi. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các vấn đề về tự do thương mại, chống tham nhũng và giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh của châu lục. Trên cương vị chủ tịch AU, tổng thống Rwanda là Paul Kagame được biết đã kêu gọi thúc đẩy tự do thương mại tại châu Phi. Cũng xin nhắc lại, vào tháng 3 vừa qua, đại diện của 44 trong tổng số 55 nước thành viên AU đã đạt được thỏa thuận thành lập khu vực tự do thương mại lục địa châu Phi nhằm tăng cường hội nhập khu vực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn châu lục. Thưa quý vị, EU cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ áp thuế xe hơi. Liên minh châu Âu EU cảnh báo Hoa Kỳ rằng việc áp thuế nhập cảng đối với xe hơi và linh kiện xe hơi sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành sản xuất xe hơi của chính nước Hoa Kỳ. Tin cuối tuần cho hay, Liên minh châu Âu EU cũng cho rằng việc Hoa Kỳ áp thuế nhập cảng với xe hơi và linh kiện xe hơi có thể dẫn tới biện pháp trả đũa của các đối tác thương mại trị giá lên tới 294 tỷ Mỹ Kim đối với hàng hóa xuất cảng của Hoa Kỳ. Trong một tài liệu dài 10 trang gửi Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 6 vừa qua, EU cho biết thuế nhập cảng đánh vào xe hơi, các linh kiện xe hơi là không thể lý giải được và không có ý nghĩa về kinh tế. Xin nhắc lại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi động một cuộc điều tra riêng vào ngày 23 tháng 5 theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, người luôn chỉ trích EU về tình trạng thặng dư thương mại với Hoa Kỳ và áp thuế nhập cảng cao hơn đối với xe hơi của Hoa Kỳ. Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết chính phủ Hoa Kỳ sắp kết thúc điều tra và sẽ sớm hành động, đồng thời dọa áp mức thuế 20% đối với mọi xe hơi lắp ráp tại EU. Phó Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Dương Gà. Phó Chủ tịch Trung Quốc Wang Guangxin vào thứ Hai đã gặp Chủ tịch phiên thứ 72 của Đại hội Hội đồng Liên Hiệp Quốc Miroslav Lajkat, cam kết hỗ trợ và với vai trò cốt lõi của Liên Hiệp Quốc. Ông Gang cho biết hòa bình toàn cầu, ổn định và phát triển chung là một môi trường cần thiết cho người dân Trung Cộng để sống một cuộc sống tốt hơn và đồng thời tạo điều kiện cho quốc gia Trung Quốc có thể hiện đại hóa. Giới chức này cho biết Trung Quốc sẵn sàng tham gia để đạt được sự phát triển chung với các nước khác theo sáng kiến Vành đai và Con đường và sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc chủ nghĩa đa phương và vai trò cốt lõi của Liên Hiệp Quốc. Về phần mình, ông Lajkat nói rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Xin nhắc lại, Trung Quốc những năm gần đây tích cực tham gia và thúc đẩy vai trò của mình trong các cộng đồng và tổ chức quốc tế, trong khi Hoa Kỳ dần từ bỏ vai trò lãnh đạo trong các tổ chức và thỏa thuận đa phương. Thưa quý vị, Thủ tướng Canada thăm nhà máy cà chua nhân ngày Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kỷ niệm ngày Canada với chuyến thăm một cơ sở sản xuất cà chua Canada vào ngày Chủ nhật 1 tháng 7. Cùng ngày với việc áp thuế quan trả đũa của Canada có hiệu lực đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thuế 10% trên tương cà chua của Hoa Kỳ. Ông Trudeau đã đến thăm nhà máy sản xuất cà chua Highbury Kenco và gặp gỡ các giám đốc điều hành ở Leamington, Ontario, theo tin từ truyền thông nước này cho biết. Theo đó, Highbury Kenco là một nhà máy sản xuất nước sốt cà chua cũ của Heinz, hiện đang sản xuất cà chua để làm món sốt cà chua của Pháp. Ông Trudeau sau đó đã gặp gỡ với các nhà sản xuất thép ở Saskatchewan. Theo đó, mức thuế quan trả đũa của Canada phần lớn nhắm vào các sản phẩm thép và nhôm của Hoa Kỳ, cùng với các thực phẩm khác như cà phê, rượu, whisky, trị giá 12.6 tỷ Mỹ Kim, theo một danh sách do Bộ Tài chính Canada công bố. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết đám đông ở Ấn Độ đánh chết 5 người vì tin đồn bắt cóc trẻ em. Cảnh sát Ấn Độ vào ngày 2 tháng 7 cho biết đã bắt 23 người sau vụ một đám đông điên cuồng đánh chết 5 người đàn ông vì tưởng họ là kẻ bắt cóc. Truyền thông địa phương ước tính có hơn 25 người bị giết trong những tháng gần đây trong những vụ việc tương tự, khi tin đồn sai sự thật có liên quan đến việc bắt cóc con nít, cáo buộc trộm cướp hoặc là tấn công tình dục lan rộng trên điện thoại. Vụ việc mới nhất này theo Reuters xảy ra vào ngày 1 tháng 7 và 8 người đàn ông bị tấn công dã man tại quận Juhu, bang Maharashtra, cách trung tâm tài chính Mumbai khoảng 330 km. Cảnh sát cho biết cuộc tấn công bắt đầu khi người dân địa phương thấy một trong 8 người này nói chuyện với một đứa trẻ sau khi họ xuống xe bus gần làng Raipanda. Họ phải đối chất với những người dân địa phương đang tụ tập tại chợ vào ngày 1 tháng 7 khi người dân nghi rằng họ bắt cóc trẻ em. Thưa quý vị, tòa án Myanmar sắp xử hai phóng viên Reuters.
Một tòa án ở Myanmar sẽ mở phiên tòa vào tuần tới về việc liệu hải phóng viên Reuters có bị cáo buộc thu thập các tài liệu bí mật hay không, sau khi các công tố viên và luật sư bào chữa đưa ra các lý lẽ cuối cùng vào ngày thứ Hai, 2 tháng 7. Hãng Reuters cho biết, tòa án ở Yangon đã tổ chức phiên điều trần kể từ tháng Giêng để quyết định liệu Kho So-o, 28 tuổi, và Wallong, 32 tuổi, có bị buộc tội hay không. Nếu bị kết án theo hình phạt này, hai nhà báo sẽ bị phạt tối đa 14 năm tù giam. Trước đó, vào thời điểm bị bắt vào tháng 12, các phóng viên này đang điều tra vụ giết hại 10 người đàn ông và chàng trai Hồi giáo Rohingya ở một ngôi làng ở tiểu bang Rakhine, miền Tây Myanmar. Các vụ giết người đã diễn ra trong một cuộc đàn áp quân sự mà các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết đã dẫn đến việc hơn 700.000 người Rohingya chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.